Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào cuối tuần qua, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên của đài SPTN đã có buổi dạ tiệc tất niên Giã Tử năm cũ Mậu Tuất để đón mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 trong không khí ấm cúng thân tình của gia đình SPTN. Và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị những tâm tình của Ban Giám đốc và nhân viên của đài trong ngày cuối năm. Trước hết là nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám đốc SPTN. Trước hết là xin cảm ơn tất cả khán giả của đài SPTN đã ủng hộ cho đài trong suốt nhiều năm qua. Chúc Hồ xin đại diện Ban Giám đốc và chúc gia đình của tất cả quý vị. Trước hết là sức khỏe tốt. Thứ nhì là gia đình được đoàn tụ bình an và hạnh phúc. Trong hơn gần một năm qua, SPTN có nhiều thay đổi. Đài đã phải dọn qua chỗ khác để mình chúng ta xây lại cái những cái studio, những cái sao xét để chúng ta quay chương trình, thì có nhiều cái thay đổi, thì khán giả cũng đã cố gắng mà chịu đựng. Có nhiều lúc chúng ta gặp nhiều phần kỹ thuật bởi vì chưa xong, nhưng mà hy vọng là trong năm mới này sau Tết Việt Nam thì chúng ta có thể xây xong cái sân khấu mới, cái studio mới của đài để dọn qua chỗ mới. Thì chúc Hồ xin thành thật một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho SPTN trong suốt nhiều năm qua. Năm mới chúng tôi hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có một năm mới thật là an khang, thật là thịnh vượng, và SPTN, riêng đài truyền hình SPTN sẽ có những nỗ lực mới, nhất là chúng tôi đã qua một cơ sở mới để phục vụ quý đồng hương, tất cả những khán thính giả của SPTN một cách trân trọng hơn, nhiều chương trình hơn, đặc sắc hơn, cũng như là chúng ta sẽ hướng về Việt Nam và sẽ lúc nào cũng nghĩ tới những người ở bên trong nước, và đài SPTN sẽ tiếp tục cái công cuộc mà tranh đấu. Trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý khán thính giả đài truyền hình SPTN một năm mới an khang, thịnh vượng, và trên hết là nhiều sức khỏe và được nhiều ơn trên gọi là che chở và phù hộ cho chúng ta được toàn vẹn gia đình hạnh phúc. Đó là những cái gì một chúng ta đều ao ước, và cũng không quên rằng Việt Nam sẽ có một không khí thanh bình như chúng ta bên này. Không phải như trường hợp có những nơi mà vào giờ này Tết sắp tới vẫn không có nhà cửa để ở, phải lang thang ngoài đường. Như chúng ta đã thấy cái sự kiện Lộc Hưng, đó là một cái cảnh tượng đau lòng mà đôi lúc người dân Việt Nam chỉ đôi lúc cần một sống bình thường mà chúng ta bên đó không có được. Chương trình dạ tiệc tất niên của đài SPTN được bắt đầu với phần sư ngôn viên Mai Phi Long giới thiệu phần ngỏ lời chào mừng cũng như chúc xuân của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chủ tịch hội đồng quản trị. Phần phát biểu và chúc mừng năm mới của Nguyễn Tự Cường, giám đốc điều hành, là đến phần phát biểu của nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của đài SPTN. Trúc Hồ thực hiện rất nhiều VOA xa, 78 cuốn video, nhưng mà chưa bao giờ lo như lần này. Bởi vì lần này đây là lần đầu tiên mà chúng ta thực hiện chương trình mà ban nhạc chơi live, ca sĩ thí sinh hát live. Làm sao chúng ta đi thi mà chúng ta để thí sinh hát tiếp sinh được? Thì chúng ta phải hát live, chúng ta phải chơi live, và chúng ta trực tiếp cho khán giả mình xem. Nếu mà chúng ta quay trước, chúng ta có kết quả rồi thì biết xong hết trơn rồi thì khán giả họ đâu có còn hứng nữa. Mà chúng ta phải trực tiếp, đó là những gì mà chúng ta phải đối diện, đó là những gì chúng ta phải làm được. Và Trúc Hồ tin là với tất cả anh chị em đài đã ưu tư với đài, đã sống chết với đài, và ngay cả những người không làm việc với đài nữa, ngày hôm nay cũng trở lại như anh Cá, nhà thơ Đặng Hiền, chẳng còn quan tâm tới đài, thì đó là cái niềm hy vọng mà chúng ta có. Kính thưa quý khán thính giả, những lời tâm tình của nhạc sĩ Trúc Hồ trong đêm SPTN tất niên cũng đã kết thúc phóng sự của chúng tôi nơi đây. Nhân ngày đầu năm, xin được kính chúc quý khán thính giả bước qua năm mới Kỷ Hợi được nhiều sức khỏe và niềm vui. Và chúng ta cũng không quên xin ơn trên ban cho đất nước Việt Nam thân yêu sớm có được tự do, dân chủ và nhân quyền.